bây giờ hãy gói bánh tét nha. Mẹ ơi, mẹ hãy chỉ chúng con cách gói bánh tét và bánh chưng nhé. Một thao nếp thật là to luôn. Còn đây là lá chuối dùng để gói bánh tét và bánh chưng. Các con đừng quên đậu xanh nữa nha. Mẹ, bây giờ con sẽ mang những cái bánh này qua nhà cho bác Tư nha. Mẹ, bây giờ chúng ta hãy tô nhà để chào đón năm mới đi mẹ. Wow, cái màu hồng này tuyệt vời làm sao. Còn mình thì mình sẽ treo những cái này lên. Đây là bản chúc mừng năm mới. Ủa, sao kỳ vậy? Lá chuối của con bị rách rồi. Con gói sai hả dì Năm? Bánh tét, bánh chưng chín rồi, lấy ra thôi. Bà Năm đang tô lại ngôi nhà của mình để chào đón năm mới. Ồ, sắp đến Tết rồi các cháu ơi. Dì Năm đang tô nhà đây. Thấm thoát mà đã qua một năm rồi. Thật là nhanh. Mẹ ơi mẹ, con mua nước sơn về nè mẹ. Wow, bức tường của mình đã đổi màu rồi. Đây, nước sơn màu hồng. Mẹ, mẹ để con phụ mẹ nha. Con cũng rất là thích tô nhà đó. Để con tô bên đây cho nha. Ủa, ở đây có màu cam nữa hả mẹ? Màu cam để tô cửa sổ phải không? Bây giờ mình sẽ tô bên đây. Tết đến rồi, chúng ta phải làm mới ngôi nhà mình lại. Mẹ ơi, cái này cũng rất là dễ sơn đó mẹ. Chúng ta chỉ cần kéo lên, kéo xuống như thế này. À, đúng rồi. Con làm giỏi lắm. Wow. Mẹ ơi, mẹ hãy nhìn ngôi nhà của chúng ta kìa. Trông khác hẳn luôn á. Mẹ ơi, con đã mua một cây mai về rồi nè. Ủa, chị và mẹ đang tô nhà hả? Mẹ ơi, con đặt cái cây mai này ở đâu đây? Nhà của mình trông lạ quá mẹ, dễ thương quá. À, con đặt cây mai đó vào chậu mai ở đằng kia nha. Dạ mẹ, chậu mai ở đây hả? Ồ, mình thấy rồi. Sẽ trồng cây mai này vào chậu. Tít 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 đến rồi. Tít 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 đến rồi. Rồi, trồng vào đây rồi. Mai vàng khoe sắc báo hiệu xuân về các bạn ơi. Wow, tuyệt vời. Đừng quên tưới cho nó nước nữa nha. Em ơi, bây giờ chúng ta hãy trang trí nhà đi nha. Rồi chúng ta hãy vào lấy cái bản chúc mừng năm mới ra đây. Hả Mi ơi, có nhà không hả Mi? Ồ, dì Năm và chị Hà Mơ đang làm gì đó? Ủa, hai người đang tô nhà hả? Cho con tô với, con rất là thích tô nhà đó. Đây là sơn nước đây sao? Đúng vậy Tony, con tô nhà coi chừng dơ hết bộ quần áo đó. Dạ, con biết rồi, con sẽ tô cẩn thận. Bây giờ mình sẽ tô cửa sổ bằng cái màu cam này. Mẹ ơi, con tô sắp xong rồi đó. Còn công việc của mình là mình sẽ treo hai cái bảng này lên. Đây là bảng chúc mừng năm mới và an khang thịnh vượng mình sẽ đặt ở đây. Cái bảng này là do mình tự làm đó các bạn, các bạn thấy như thế nào? Rồi, treo ngay trước cửa nhà luôn. Mẹ, con treo ở đây mẹ thấy như thế nào mẹ? Rồi bên kia con sẽ để bảng an khang thịnh vượng. Đó, để vào đây. Yay! Giống Tết rồi đó. Nhờ ơn của cha mẹ chúng ta mới có ngày Tết, vì vậy chúng ta cũng cần có cái bảng nhớ ơn cha mẹ. Rồi, chúng ta sẽ treo lên luôn. Các bạn đừng quên công ơn của thầy cô nữa nha. Nhờ có thầy cô chúng ta mới có kiến thức. Rồi đây là bảng nhớ ơn thầy cô, treo lên đây luôn nha. Tuyệt vời các bạn ơi. Hãy nhìn lại nào. Các con giỏi lắm, trang trí nhà rất là đẹp. Chưa hết đâu mẹ, đây là pháo nè, con sẽ treo lên luôn nha.
Đó, bên đây một cái và bên đây một cái. Đó, giống ngày Tết rồi mẹ ơi, vui quá. Mẹ chuẩn bị nấu bánh tét đây. Hạ Mơ à, con vào nhà lấy cái nồi cho mẹ nha. Hạ Mơ à, con vào nhà lấy cái nồi to thật là to ra đây cho mẹ. Ủa, lấy cái nồi to để nấu bánh hả mẹ? Dạ, để con đi lấy liền. Còn bé Hạ Mi thì con hãy vào lấy đậu xanh, thịt heo và lá chuối ra đây cho mẹ gói bánh. Dạ, để con đi lấy liền. Các bạn ơi, mình sắp được ăn bánh tét rồi, vui quá. Tít đến rồi. Mẹ ơi, cái nồi này phải không? Cái này to quá mẹ. Cái này chắc là nấu được nhiều cái lắm mẹ ha. Mà nó nặng thiệt á. Con hãy đặt cái nồi này xuống bếp thử xem. Chúng ta sẽ nấu bằng lò củi. Đậu xanh đến đây. Wow, mẹ đã chuẩn bị đậu xanh rồi. Cái này ngoài Bắc á, người ta gọi là đỗ xanh đó các bạn. Dùng để gói bánh chưng đó. Rất là ngon, thơm lắm. Và đây là nếp nè, một thao to luôn. Mẹ mình đã chuẩn bị hôm qua. Còn đây là lá chuối đây. Tất cả thì con sẽ đặt lên đây nha mẹ. Ồ, dì Năm, cái nồi to này để làm gì vậy? Tony, chuẩn bị nấu bánh đó con. Hả, nấu bánh cho ngày Tết hả? Con sẽ học cách làm. Bây giờ con sẽ đi lấy thịt heo ra nha. Đây nè, dì Năm, thịt heo đây. Tất cả con đặt lên đây luôn nha. Thôi, chúng mình hãy bảo mẹ dạy cho cách làm đi nha. Mẹ ơi, chúng con muốn học gói bánh tét, bánh chưng mẹ. Mình cũng vậy. Được rồi các con, mỗi đứa hãy cầm một tờ lá chuối. Chuẩn bị gói nha. Trước hết mẹ sẽ cho nếp vào. Để cho vào chính giữa của lá. Sau đó cho đậu xanh lên. Một ít đậu xanh. Và một ít thịt ba chỉ. Đây là thịt heo. Đó, cho vào đây. Sau đó chúng ta sẽ làm gọn lại và gói lại thôi. Trời ơi, ngon quá mẹ ơi. Thơm quá, màu sắc cũng rực rỡ nữa. Sau đó chúng ta sẽ gói lại. Các con hãy cột dây thật là chặt nha. Đó, xong rồi. Mẹ ơi, hãy nhìn đây, chúng con cũng đã gói được rồi nè. Còn của con thì... Lá chuối của con bị rách hết rồi. Con gói mạnh tay quá nó bị rách rồi. Tại sao vậy dì Năm? Xin dì Năm hãy chỉ cho con cách làm đi. Con gói sao mà nó rách từ lơ luôn rồi. Gói bánh tét, bánh chưng lần đầu rất là khó con à. Huống gì con là người nước ngoài. Con gái đã gói khó rồi, huống gì là con trai. Thôi bây giờ chúng ta hãy cùng gói lại nào. Nhìn bánh chưng của Hạ Mơ và Hạ Mi đẹp quá. Ước gì mình cũng sẽ gói được như vậy. Lần này dì Năm sẽ gói bánh tét nha. Bánh tét thì gói khó hơn một chút. Chúng ta sẽ dựng lá chuối lên. Rồi cho nếp vào. Đậu xanh và thịt vào nữa. Đấy. Sau đó các con cũng sẽ dùng dây và cột thật là chặt. Đấy, như thế này. Thế là chúng ta đã có một cái bánh tét. Yeah, lần này mình gói được rồi. Tony, con giỏi quá, mới học mà đã biết làm rồi. Còn hai đứa tụi con cũng đã làm được rồi nè, hai cái bánh tét. Ủa mà nhìn cái bánh của chị đẹp hơn của em á, của em nhìn mắc cười ghê. Được rồi mấy đứa, bây giờ chúng ta hãy cho tất cả các bánh đã gói vào trong nồi và bắt đầu nấu đi. Để con lấy cái nắp ra cho. Bây giờ tụi con cho vô đây phải không? Còn một cái nữa cho vô luôn. Cái cuối cùng đây. Thôi, chúng ta bắt đầu nấu thôi. Cái này nấu hơi lâu đó. Ủa, cái này nấu mấy tiếng vậy? Chắc là khoảng 7 đến 8 tiếng đó em. Cho nước vô. Lửa đã bật lên xong rồi. Bây giờ chúng ta chỉ còn việc đợi nữa là xong. Xào 2 tiếng. Kiểm tra thử nào. Đấy, nhưng mà nó chưa chín. Xào 6 tiếng.
Wow, nó đã sôi ùng ục rồi các con ơi. Như vậy là sắp xong rồi đó. Cẩn thận nha mấy đứa, nóng dữ lắm đó. Sau khi bánh đã chín, chúng ta sẽ lấy bánh ra. Wow, cái nước của nó cũng đổi màu và nó cũng đã cạn hơn rồi đó mẹ. Nào bây giờ chúng ta hãy lấy bánh ra cho hàng xóm. Phần còn lại chúng ta đem cúng ông bà và ăn vào ngày Tết. Các con nhìn có hấp dẫn hay không? Thơm quá mẹ ơi. Dạ dì Năm nó thơm thật đó dì Năm ơi. Wow, hấp dẫn quá dì Năm. Cái này ở Mỹ, ở chợ Việt Nam con có thấy có bán, nhưng mà người Mỹ cũng không biết cái đó là cái gì. Thôi bây giờ cắt ra nha. Wow, hấp dẫn quá mẹ ơi. Bây giờ mẹ cũng sẽ cắt cái bánh chưng này ra thử xem nó đã chín hay chưa. Wow, chín rồi mẹ ơi, ngon quá, còn muốn ăn quá. Thèm chảy nước miếng luôn á. Đây, mẹ nhìn nè. Công nhận dì Năm nấu bánh ngon quá dì Năm ơi. Mấy đứa hãy ăn cái này đi nha. Dạ mẹ. Thơm quá. Dì Năm ơi, dì Năm nhớ là mỗi năm đều gói bánh hết nha. Mỗi năm con đều qua đây. Tony, con hãy đem cái đòn bánh Tết này về cho ba mẹ con nha. Nói là dì Năm biếu ngày Tết. Dạ, con cảm ơn. Hôm nay con được ăn bánh mà còn được tặng bánh nữa. Cảm ơn dì Năm rất là nhiều. Con sẽ nói với ba mẹ con. Thưa dì Năm con về. My ơi, anh về nha. Còn bé My, con hãy mang hai cái bánh này qua cho nhà bác Tư hàng xóm đi con. Dạ, mẹ, công nhận mẹ tốt bụng ghê đó, nấu bánh rồi cho hết rồi. Thôi, con đi đây. Còn con thì con sẽ đem hai cái bánh này vào nhà để cúng ông bà. Tập 8 của phim Cô bé Hiếu Thảo đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả các em đã theo dõi video của chị Bí Đỡ nha. Chúc tất cả các em có một mùa xuân tràn đầy vui tươi, hạnh phúc và đặc biệt được lì xì rất là nhiều luôn. Các em có thích tập này không? Nếu thích thì hãy nhớ là chia sẻ video cho các bạn khác nha. Chia sẻ là có nghĩa là giới thiệu video đến các bạn khác đó, hoặc giới thiệu kênh của chị đến các bạn mới á. Một số bạn thì cũng vẫn chưa biết đâu. Cảm ơn tất cả các em đã hợp tác. Nhớ nhấn vào nút like tại đây và đăng ký kênh nếu chưa. Nhấn chuông để nhận được thông báo nha các em. Nhấn vào chỗ này để chia sẻ video cho các bạn khác.